Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình để hướng dẫn các bạn móc một quả dâu nhỏ nhỏ. Chúng ta có thể sử dụng làm trang trí hoặc là đeo chìa khóa rất là xinh này. Các bạn chuẩn bị len sợi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để móc ra cái quả dâu tây nhỏ xinh này, mình đã sử dụng hai cái màu len, một màu hồng và màu xanh. Len của mình sử dụng cỡ 2 mm. Mình dùng kim 3 mm. Các bạn cầm sợi, cầm kim móc lên tay, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình tạo một cái vòng tròn trên cái ngón tay, sau đó đưa kim kéo sợi, rồi móc vào đây 3 mũi móc xích. Mũi thứ nhất này, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Sau 3 mũi móc xích, mình sẽ quấn sợi vào kim rồi đưa vào vòng tròn 3 lần liên tiếp. Lần 1 rồi này, lần 2. Tiếp tục một lần thứ 3 nữa. Bây giờ lấy sợi và kéo qua hết. Tiếp tục móc một mũi móc xích và lại thao tác 3 lần quấn sợi rồi đưa vào vòng tròn. Bây giờ dùng kim kéo sợi và rút qua hết. Các bạn kéo rút cho vòng tròn nhỏ bớt nhé. Bây giờ chúng ta lại móc một mũi móc xích và lại lặp lại cái họa tiết chúng ta vừa móc. 3 lần quấn sợi và đưa vào vòng tròn. Bây giờ kéo sợi và rút qua hết. Lại tiếp tục móc một mũi móc xích. Các bạn móc thêm một cái họa tiết nữa vào cái ô vòng tròn này nhé. Chúng ta cần có 4 cái mũi như thế. Bây giờ mình sẽ cầm cái dây thừa kéo rút cho cái vòng tròn bên trong nhỏ bớt, rồi khép cái phần móc bằng một mũi trượt. Mũi tiếp theo chúng ta đưa kim vào cái ô như thế này, rồi kéo qua một mũi móc trượt. Cái ô giữa hai cái họa tiết chúng ta vừa móc ở hàng trước đấy, bây giờ chúng ta lại móc tiếp 3 mũi móc xích. Quay kim rồi đưa vào cái chân mũi móc xích ấy. Chúng ta kéo cái sợi lên, lặp lại như thế 3 lần liên tiếp. Bây giờ quấn sợi vào đầu kim rồi kéo qua hết. Tiếp tục chúng ta lại móc một mũi móc xích. Ở cái hàng móc này chúng ta sẽ móc hai cái mũi họa tiết vào chung một ô nhé. Và ô thứ hai ở trên cái hàng móc này chúng ta cũng quấn sợi 3 lần. Và móc chung vào một chân với cái chân vừa móc. Bây giờ kéo sợi rút qua hết. Sau đó móc một mũi móc xích. Đây, một chân mũi, bây giờ mình có 2 mũi rồi. Tiếp tục sang cái chân mũi kế bên. Chúng ta cũng móc hai cái họa tiết như thế nhé.
Chúng ta lại tiếp tục móc cho cái ô kế tiếp cũng với hai cái mũi móc như thế nhé. Các bạn cứ móc đi nhé. Móc xong cái hàng móc này thì chúng ta được 8 cái ô họa tiết đấy. Đây, mình đã móc xong 8 cái ô họa tiết. Họa tiết của chúng ta giống như cái mũi bắp ấy. Bây giờ chúng ta gọi là mũi bắp nhé. Mũi cuối cùng của cái hàng móc này thì mình sẽ kéo một mũi móc trượt đi qua cái mũi như thế này. Để lên hàng móc tiếp theo, mình sẽ móc một mũi trượt chuyển sợi sang bên cạnh. Đây, họa tiết của chúng ta lên thành như những cái mũi thế này. Bây giờ chúng ta lại lên tiếp 3 mũi móc xích. Rồi lại đưa kim xuống chân cái mũi móc xích chúng ta móc và cuốn sợi 3 lần xuống chân đó. Bây giờ chúng ta lại kéo qua rồi lại móc một mũi móc xích. Ở cái hàng móc này mình sẽ móc mỗi một chân mũi một cái ô họa tiết như thế này. Móc xong hàng móc này thì chúng ta cũng được 8 cái ô họa tiết này nhé. Sau khi móc xong được cái hàng móc này thì mình có 8 cái ô họa tiết đấy. Mũi cuối mình sẽ đưa kim vào đây này. Rồi kéo một mũi móc trượt nhé. Để lên hàng móc tiếp theo thì mình sẽ chuyển sợi vào cái ô trống như thế này. Móc và kéo một mũi móc trượt, sau đó móc một mũi móc xích. Sang chân mũi tiếp theo, móc một mũi móc đơn
Tiếp tục, sang chân kế bên chúng ta cũng móc một mũi móc đơn, và mỗi một chân mũi là ở giữa cái ô họa tiết đấy. Đây, móc xong được cái hàng móc này thì chúng ta sẽ có 8 mũi móc nhé. Và cái mũi chúng ta đang móc gọi là mũi móc đơn đấy. Bây giờ mình sẽ rút một mũi móc trượt. Mình sẽ lấy một chút bông và nhồi vào cái quả dâu này. Các bạn cũng cuốn len vào ngón tay, sau đó móc một mũi. Chúng ta kéo rút cho cái vòng tròn nó nhỏ bớt nhé. Tiếp tục móc 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6 mũi móc đơn. Chúng ta khép vòng tròn bằng một mũi móc trượt đi qua cái mũi đầu tiên. Bây giờ chúng ta mới cầm cái dây thừa kéo rút cho cái vòng tròn nhỏ bớt lại. Lên hàng tiếp theo, chúng ta móc 3 mũi móc xích. Mũi thứ nhất đưa kim vào mũi thứ hai, kéo và rút một mũi móc trượt. Mũi thứ hai chúng ta móc vào cái mũi đầu tiên, một mũi móc nửa kép, chuyển sang cái chân mũi bên cạnh, chúng ta móc một mũi móc trượt, tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Đưa kim vào mũi thứ hai, kéo một mũi móc trượt. Lấy mũi giả, đưa kim vào mũi thứ nhất, vào mũi xích thứ nhất đấy, kéo và rút một mũi móc nửa kép. Chuyển qua cái ô bên cạnh, sang cái chân mũi bên cạnh, chúng ta móc một mũi móc trượt. Và tiếp tục các bạn lặp lại cho đến hết hàng móc. Thank you.
Bây giờ chúng ta lại móc một đoạn dây xích để làm cái móc treo. Nếu các bạn làm cái móc treo chìa khóa thì các bạn có thể làm giống mình. Ở phần này thì cái dây các bạn có thể làm dài ngắn tùy ý nhé. Các bạn cắt chỉ dấu sợi đi nhé. Bây giờ thì mình có thể gắn cái phần núm của quả dâu này vào. Phần này các bạn có thể khâu hoặc là dính keo đều được. Chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc, cứ viết vào phần bình luận. Mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình.